Anh chị em thân mến, hôm nay vì bài học của chúng ta về việc các đạo sĩ đi tìm Chúa trong cái mù mờ, nên tôi sẽ mời anh chị em lấy lời nguyện số 74. Lời nguyện này nổi tiếng lắm ấy, nghe nói rứa. Ừ, có người đã làm bài hát ấy. Có hai cái câu mà nổi tiếng nằm ngay ở giữa đó là: con đâu dám xin thấy tương lai xa xôi, chỉ thấy một bước trước mặt cũng đủ rồi. Cái câu này nghe nói nổi tiếng. Vâng, anh chị em lấy phúc âm chưa? Matthew chương 2, 1 đến 12 rồi. Matthew chương 2, 1 đến 12. Vâng, mời anh chị em đứng ra bắt đầu. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Để Chúa, chỉ còn vài ngày nữa là chúng con sẽ mừng ngày Chúa sinh ra. Hôm nay chúng con học bài học về Chúa hiển linh, Chúa soi sáng cho những người chưa biết Chúa để họ đến gặp Chúa. Xin Chúa cũng ban Thánh Thần của Chúa cho chúng con, soi sáng cho chúng con khi chúng con đọc bài tin mừng này. Một bài tin mừng không dễ chút nào. Xin anh chị em lấy lời nguyện số 74. Lạy Chúa là ánh sáng thân thương giữa những bủa vây của u sầu ảm đạm, xin Chúa dẫn con đi. Đêm thì tối, đường còn xa, xin Chúa dẫn con đi. Xin giữ bước chân con đâu dám xin tưởng tương lai xa xôi, chỉ thấy một bước trước mặt cũng đủ rồi. Chưa bao giờ con như bây giờ, cũng chưa bao giờ con xin Chúa dẫn dắt. Con đã quen tự chọn và thấy con đường của mình, nhưng giờ đây xin Chúa dẫn con đi. Xin lấy tin mừng Matthew chương 2 câu 1 đến 12. Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem miền Giu-đê thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương đông đến Giê-ru-sa-lem và hỏi: Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của người xuất hiện bên phương đông, nên chúng tôi đến bái lạy người. Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến,
hỏi cảnh ké về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bethlehem và dặn rằng: Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở, mới dừng lại. Chúng thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sắp mình thờ lạy người. Rồi họ mở chảo cháp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi nỗi khác mà về xứ mình. Xin mời ngồi. Câu 1 tôi dành cho cô giáo Oanh, vì cô trước khi đến lớp có xin tôi là cho cô trả lời câu 1. Vâng, câu số 1, bạn biết gì về con người của Hê-rô-đê? Câu này xưa rồi, cách đây 1 năm đã hỏi rồi. Dạ. Tại sao vua này lại xao xuyến khi nghe tin đức vua dân Do Thái mới sinh ra? Quá dễ. Nhưng mà câu sau là hay hơn. Câu sau là năm ngoái chưa hỏi. Tại sao vua này lại hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao xuất hiện? Vâng. Thế cô trả lời được phần nào cũng được hết. Dạ, hết thưa, cũng được. Thưa con xin công bằng mà kể, thì Hê-rô-đê cũng có mấy điểm tốt, so với cái gì, khuyết điểm thì quá nhiều. Thì những điểm tốt đã, thứ nhất là Hê-rô-đê là nhà kiến trúc đại tài. Chính ông đã xây lại đền Jerusalem mà bị đã phá đổ trong biến cố năm 70. Rồi thứ hai là cái thời khó khăn ông miễn thuế cho dân. Và trong cơn đói kém năm 25 trước công nguyên thì ông cho nấu chảy những địa vàng lớn của mình để mua ngũ cốc phát cho dân. Kế tiếp ông là ông người gốc Ê-đôm, nhưng mà trong thời mà nội chiến hỗn loạn thì ông có đem lại trật tự cho dân, nên được Roma cho ban đầu làm tổng trấn rồi sau phong làm vua. Bây giờ tới cái khuyết điểm thì ông là người rất hay nghi ngờ, thì càng già thì càng đa nghi, mà nghĩ ai là đối thủ mà tranh chấp quyền hành của mình thì loại trừ ngay. Ông đã từng giết vợ, giết mẹ vợ, con cả và 2 người con khác. Khi 70 tuổi biết mình sắp chết thì ông về thành Jericho. Ông bắt một số người nổi tiếng nhất ở Jerusalem bịa đặt tội trạng và hạ ngục. Ông truyền phải giết hết những người này. Khi ông mất thì ông tàn nhẫn nói, vì ông biết khi ông chết không ai thèm khóc than, nên nhất định phải làm cho nước mắt đổ ra lúc ông chết. Câu tại sao vua này lại xao động khi nghe tin ông, tin đức vua dân Do Thái mới sinh? Vì ông sợ đối thủ sẽ là một vị quyền hành, sẽ lấn lướt, phải có quyền hành, dùng quyền hành mà gây một cái ảnh hưởng, thì ông sẽ bị mất đi cái ảnh hưởng, mất đi cái địa vị. Nên ông đã xao động.
khi nghe tin đức vua dân Do Thái mới sinh ra. Được chưa? Hết chưa? Thiếu nữa, thiếu nữa để cho người khác nữa, ha. Rồi, như vậy anh chị em nghe thấy bà Oanh đó thì mới chia sẻ cho chúng ta biết rằng cái ông Herode đó là ông ấy là còn ông Herode có phải là Herode mà giết hay giết ông Gioan Tẩy Giả không? Có phải không? Dạ, không ạ. Có phải không ạ? Không, không Herode ở đây là Herode cả. Con ông Herode. Ông Herode mà giết Gioan Tẩy Giả là ông Herode con. Con vâng, là con của ông này. Vâng, ông này thành ra vì ông là lớn nên ông gọi là Herode cả. Các anh chị em nhớ Đức Giêsu mà sinh ra nó là dưới thời Herode, mà cái ông đi bắt Đức Giêsu mà lúc còn bé tí ấy, thì ông là Herode cả đấy. Và ông ấy làm vua ông ấy trước thì mấy chục năm rồi. Và ông ấy đấy, chúng ta biết là ông ấy không phải là người Do Thái như mà mới nói. Rồi ông ấy là cái người mê mẩn về ngai vàng. Vì thế nên ông ấy rất sợ bất cứ người nào đe dọa cái ngai vàng của, tức là làm vua đấy, làm lung lay ngai vàng là ông sợ đấy. Và vì thế nên ông ấy giết bà vợ người Do Thái của ông ấy tên là Maria Mê. Và ông có người cha nào mà giết con không ta? Vậy mà ông giết ba trong số những đứa con trai của ông, vì chắc ông ấy sợ ba thằng con trai này nó nối gôi. Buồn cười quá, một người như thế, một người như thế rõ ràng là chắc cái này có bệnh hoạn sao chứ. Đấy, thế thôi. Vâng, đấy, thành ra như vậy anh chị em biết ít nhất là cái ông này như thế, mặc dù ông cũng có những cái hay đó. Cái hay là như lúc nãy có nói, ông ấy xây dựng nhiều công trình khắp nơi trong nước đó. Vâng, và ông trùng tu lại đền thờ nữa chứ đó. Vâng, để thay thế khi đền, khi mà người ta từ đất ai từ đất Babylon về thì cái đền thờ ấy bé quá và ông ấy sửa lại đền thờ đấy. À, thế ra như vậy anh chị em thấy lúc mà Đức Giêsu sống á, Đức Giêsu chỉ cái đền thờ này nè, nói cái đền thờ này nè, thế này thế kia là đã được trùng tu từ thời của ông ấy, mà đến thời Đức Giêsu nó vẫn còn trùng tu tiếp á. Vâng. Tôi cảm ơn chị Oanh. Đấy, thế thì anh chị em bây giờ như vậy anh chị em thấy cái câu hỏi này là quá dễ. Tại sao ông lại sao xuyến khi nghe tin bỗng nhiên có người đến nói là vua, có một ông vua dân Do Thái mới sinh ấy, ông bị chết. Như thế này thì ông này chắc ông đe dọa mình, đe dọa cái ngai vàng của mình. Câu hỏi dành cho bất cứ ai giơ tay đầu tiên, tại sao ông vua này lại hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao xuất hiện? Thưa cha, ông vua Herode này ông ác độc, cực kỳ ác độc, tàn giận lắm. Ông muốn giết Chúa Hài Nhi, cho nên ông kiếm đủ cách để mà giết Chúa. Nhưng mà của Thiên Chúa, việc của Thiên Chúa làm thì không thể nào ông tính toán được. Rốt cuộc ông tức mình, ông chết, ông bỏ cuộc lại ngay ăn hết. Vâng, tôi cảm ơn chị. Thật ra là tôi có ý hỏi tại sao ở trong Matthew chương 2 câu 7 đúng không ạ? Là ông lại hỏi cặn kẽ về ngày giờ mà ngôi sao lạ đấy xuất hiện. Hỏi mấy cái ông đạo sĩ đó, ê, rồi chứ chú thấy cái ngày giờ mà ngôi sao xuất hiện là bữa nào vậy ta? Ở đấy chị trả lời cho tôi, tại sao ông lại hỏi như thế? Vâng, vâng, rồi. Thưa cha, đó là ông phải biết được, để ông biết được cặn kẽ cái nguồn gốc xuất hiện của ngôi sao thì ông mới tính toán được là cái vị vua, cái ngôi sao đó sẽ chiếu mệnh là vị vua nào, nằm ở cái vùng đất nào, thì ông sẽ tính được cái nơi đó, ông sẽ truy được cái nguồn gốc và ông có thể gì diệt tận căn được cái mầm mống mà có thể làm lung lay được cái ngai vàng của ông. Thứ hai là quý vị, ông thực sự ông là người có lý đó, ông là người nhà chính trị chứ không phải ông nhà tôn giáo hay là nhà luân lý, cho nên ông có quyền làm như vậy, bởi vì để bảo vệ được cái vị trí của mình. Bởi vì như cha nãy cha nói là ông là một người ngay lên ngay vàng một cách là không chính tông, tức là không phải chính thống, cho nên ông mới tìm mọi cách để bảo vệ cái vị trí đó, thì nên ông phải làm sao để rào hết những cái mối nguy mà ảnh hưởng đến cái ngai vàng đó. Vâng. Và chính vì thế mà ông phải tìm hỏi cặn kẽ được là ngôi sao ấy nằm ở đâu, để ông tìm ra được cái người đó là theo cái hướng của ngôi sao đó, nó chỉ định. Tôi nghĩ là anh chị em ở đây cũng còn phải tập một kỹ năng nữa. Tập nói ngắn.
Không, nó không hiểu gì, hiểu quá chứ nói càng dài càng khó hiểu. Nói dài quá rồi riết nó không hiểu nói gì. Anh chị em yêu, cái kỹ năng nói ngắn là một kỹ năng mà tập cả đời ấy. Tức là có một câu. Và thứ hai, khi ta trả lời ngay chóc câu hỏi. Ngay chóc câu hỏi. Thứ hai là ngắn. Nếu mà một câu 10 chữ được thì mình nói 10. Còn nếu mà giảm xuống còn 5 chữ được vẫn nói. Vâng. Thế thì tôi vẫn đặt hỏi, tại sao? Nhưng mà cô, tôi nghe câu trả lời của anh, ngay câu đầu là anh trả lời đúng rồi đó. Sao anh cứ càng nói ra thì thật ra là cũng cùng ý không ạ? Cùng ý. Rồi, thế tại sao ông lại phải hỏi cặn kẽ? Herod muốn hỏi, dò hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao xuất hiện, vì Herod muốn biết đích xác tuổi của hài nhi cứu thế. Và sau khi mà ông bị ba nhà, ông cũng có ý thâm hiểm, muốn hỏi lại để biết đích xác về cái hài nhi đó, sẽ đi ba vua ba nhà chiêm tinh đi thăm cái nhà hài nhi đó ở đâu, sẽ quay trở lại báo cho ổng. Nhưng mà thiên thần đã báo mộng, và khi ba nhà chiêm tinh không quay trở lại thì ông ra lệnh giết tất cả các trẻ em vô tội. Tức là sao, tức là cái gì anh cười gì giết hả? Các trẻ em nam tại Bethlehem dùng phục từ 2 tuổi trở xuống. Vâng, và tôi thấy là chị cũng phạm cái lỗi lúc nãy. Là ngay chị câu trả lời đầu của chị là chị trả lời đúng rồi. Thế là càng nói dài ra đâu cần thiết gì nữa. Nói có 3-2 câu à. Chị thấy không, đấy cũng là kỹ năng đấy nhỉ. Ủa anh cũng muốn nói nữa hả? Nói vậy là hay quá, còn nói gì nữa. Anh mà nói ngắn nữa thì mới được. Rồi. 3 từ chứ. Cái gì có 3 thôi à? Sợ. Sợ. Từ thứ hai là nghi. Nghi sợ. Và thứ ba là diệt. nghi sợ gì trời ơi, càng lúc này càng ngắn quá. Ủa này chê dài này, ngắn quá nỗi không ai hiểu nữa. Chơi kỳ vậy đó. Thưa cha, ông Herod ông chơi tử vi. Ông canh sao chiếu. Có ai định nói một câu nữa thôi, một người nữa thôi, trời sau này sẽ ra tử vi gì nữa, sẽ chuyện gì căng thẳng dữ vậy. Cha, ông muốn hỏi ngày giờ để ông biết chính xác là ngày giờ Chúa sinh ra. Ông hỏi ngôi sao Chúa xuất hiện. Chúa sinh ra. Dạ. À, tức là nếu biết cái ngày giờ ngôi sao xuất hiện thì sao ạ? Thì biết được cái ngày giờ Chúa sinh ra. Nhưng mà để làm gì, chị có đoán được không ạ? Dạ, nếu biết rõ thì để làm gì vậy? Những nhà chiêm tinh trước đó đã báo cho ông biết là rồi sẽ có ngôi sao xuất hiện, là báo mà là có một đức cho hài nhi sinh ra, thì ông biết ông tuổi, muốn là biết để ông kiếm hài nhi để ông giết. Dạ. Chị là gì? Chị nói cho chị nói lại một câu thật ngắn coi để cho nó hiểu coi. Ông muốn biết đích xác tuổi của hài nhi của cô thế để có thể ra lệnh giết chính xác những cái trẻ em nam ở cái vùng đó. Chị có hiểu, anh chị em có hiểu câu trả lời này không? Tôi hiểu đó. Đấy, có hiểu không ạ? Tức là cụ thể cái câu trả lời vừa qua tôi nghĩ rằng là chị trả lời đúng. Là bởi vì, tức là biết đích xác thì nè, thí dụ như mấy cái ông đạo sĩ ông nói là chúng tôi lần đầu tiên thấy ngôi sao đó cách đây năm rưỡi và tháng mấy gì năm trước, năm rưỡi. Thì nếu mà ông ấy nói như thế thì Herod biết rằng ồ, như thế cái em bé đó bây giờ tuổi rưỡi rồi. Chị có hiểu không? Cách đây năm rưỡi sao, vậy lúc nào có sao chị vừa mới nói, có sao là nó bắt đầu sinh ra. Thế mà có sao cách đây năm rưỡi, vậy em đó tuổi rưỡi rồi, đúng không ạ? Và nếu em ấy tuổi rưỡi rồi mà giả như ông ấy muốn giết em đó thì phải giết những đứa từ tuổi rưỡi sắp xuống, hay là ít nhất 2 tuổi cho chắc ăn. Vậy thôi, chứ nếu lẽ chung lẽ giết mấy em mà còn có 3 tháng là như vậy sao được, thấy không? Đấy, 3 tháng thì ít quá. Đấy phải, đấy thành ra cái cặn kẽ này rồi thôi mà cũng chẳng quan trọng gì. Vâng, tiếp tục nha. Vào thời, câu này dễ lắm ạ, ai cũng đã trả lời được. Vào thời xưa khi mà có một ngôi sao sáng đặc biệt xuất hiện thì người ta thường coi đó là dấu hiệu báo chuyện gì sắp xảy ra vậy. Câu này rất dễ nên phải dành cho một người nào đó mà chưa bao giờ nói lần nào. Có ai chưa nói lần nào từ xưa đến nay không ạ? Ừ. Chị này chắc chưa nói lần nào.
Dạ thưa cha, theo con thì vào thời xưa khi có một ngôi sao sáng xuất hiện thì người ta coi đó là dấu hiệu báo việc sắp có một cái một vị vua mới, một một cái chế độ thống trị mới. Vâng, một vị vua mới, sự sinh ra của một ông vua lớn nào đấy ạ. Anh chị em không, tức là coi như một cái người nào mà đại nhân á, một người vĩ nhân, một cái gì mà nặng nữa, nhất là một ông vua lớn á, thì người ta luôn luôn tin rằng có một ông vua mới, tân vương, tức là vua mới mà sinh ra thì có một ngôi sao ở trên trời xuất hiện. Và lúc nãy có một ông đã trả lời về chữ tử vi là ông ấy không hề nói đùa. Bởi vì các anh chị em biết đặc tính của tử vi là xem là khi một người sinh ra vào ngày dường như là ngày ta nhỉ, ngày âm lịch, khi người ấy sinh ra thì sinh ra dưới những chòm sao nào, theo tôi nghĩ như thế. Tại tôi có nhìn thấy cái lá số tử vi của em gái tôi ạ. Đấy, tức là luôn luôn nó vẽ, trời, nó vẽ khúc vuông, thế tức là cái sinh ra đó ngày đấy thì có nghĩa là như thế, cái cung này rồi cung kia rồi đủ thứ hết đấy, và dưới những chòm này chòm kia, và vì thế nên có lợi thế này hay là cái yếu thế khác đó. Và như thế đối với tử vi là con người chịu ảnh hưởng của sao. Ở đây là một điều rất buồn cười. Các anh chị trong lớp này, anh chị của tôi buồn cười quá à. Con người chịu ảnh hưởng của sao. Đấy đó. Tất cả những vì sao mà chúng ta ngắm nghía trên trời như thế ảnh hưởng đến chúng ta. Đấy, và những người mà thực sự tin tử vi thì họ tin như thế. Chị có tin hay không thì tùy. Nhưng mà họ thì họ tin như thế. Và vì vậy nên họ muốn biết xem là tôi sinh ra. Thành ra ông có phải ai đã viết cái câu đó ta? Tôi sinh ra đời dưới một ngôi sao xấu. Trời ơi, trời ghê quá à. Và cái em đó nó viết như thế là nó viết về cái chuyện nó làm cô nhi, rồi nó được ở với bà sơ. Và nó viết cái câu là tuy các bà sơ tuy giàu lòng từ thiện thật đấy, nhưng cái gì đấy, tức là em nó than Vũ Trọng Phụng vậy, có phải không? Có phải Vũ Trọng Phụng không? Tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi sinh, và cái câu đầu tiên hồi tôi còn bé không? Và họ luôn luôn tin rằng là con người được sinh ra và chịu ảnh hưởng bởi những chòm sao. Và chỉ nhắc cho anh chị em biết, những niềm tin như thế cũng là vớ vẩn ạ. Mặc dù có rất nhiều người nói với anh chị em rằng trời ơi, tử vi là chính xác lắm. Và họ có thể nói vanh vách, tức là họ dựa vào số, họ nói là năm 40 tuổi sẽ gặp thế này, đến năm 60 tuổi thì bắt đầu lên, nói chỗ này thế này thế kia, là họ nói mà cũng có vẻ đúng lắm anh ạ. Ồ, có hiểu đúng đấy người, và làm ra cái bảng đó là có một cái ông ngồi tính, ai không biết, họ gọi là chấm tử vi, tức là họ cho anh cứ cho tôi ngày sinh tháng đẻ giờ luôn nghe, phải có giờ thì nó ra. Nhưng mà chúng ta có chịu ảnh hưởng của vì sao không? Chúng ta có chịu ảnh hưởng của mấy sợi dây chỉ tay không? Không. Anh có đi xem chỉ tay bao giờ chưa? Dạ chưa. Nên có một số người chuyên môn xem chỉ tay đấy, nhất là chỉ tay của các cô đấy. À, đấy. Và có những cô đã hỏi cái người xem chỉ tay rằng xin ông anh hãy xem cho tôi về cái đường tình duyên của tôi nó như thế nào. Đấy, dựa vào chỉ tay là biết. Thì cái anh nắm tay của đấy coi mà hồi anh biểu là đường tình duyên của em thì anh không biết, nhưng hiện nay thì tay em đang nằm trong tay anh. Vâng. Ngày xưa cũng có thời người ta luôn luôn đi xem chỉ tay để coi có cái đường vượt biên không á. Ồ, có đường ra nước ngoài không? Ồ, cũng có nhiều người nói cái đường này đường ra nước ngoài rồi nha. Đấy, thế, rồi, chớ nên tìm những sự vớ vẩn đấy ạ. Đấy, và một trong những cái đẹp của người Kitô hữu là được giải phóng khỏi toàn bộ những thứ tin vớ vẩn. Đấy, chúng ta sướng một cách ghê gớm. Các anh chị em mà đi nói chuyện với những người khác á, anh chị em mới thấy rằng là chúng ta sướng vô cùng, vì chúng ta không còn sợ cái quái gì nữa. Và nếu mà chúng ta chỉ có sợ là chỉ có sợ Chúa thôi, chứ đường chỉ tay nó chạy cỡ nào không ăn thua, không chỗ nào được sao xấu sao xẹt gì không ăn thua, mấy cái đây là không ăn thua đấy. Thế vâng,
Đúng, muốn làm đám cưới, muốn dựng nhà ngày nào cũng được, muốn đi gì cũng được, và muốn chôn giờ nào cũng được. Có nhiều người nó chôn cỡ 8 giờ tối mới chôn á. Ôi, 12 giờ khuya chôn á. Cha con nói một câu cha, bởi vì con học Chiết Đông của thầy Tuấn, Lý Minh Tuấn ở dưới Sơn Trà, thì thầy nghiên cứu về Chiết Đông á, thì quả thật rằng cái cách coi giờ của họ nó cũng có cái điều hay là theo cái âm dương ngũ hành. Vì vậy cái giờ nào là giờ tốt và cái giờ nào cái âm khí và cái vâng, con học Chiết Đông và con cũng thấy điều đó nó cũng dạ. Có lý. Thế anh có tin không? Anh có âm khí gì không? Theo con thì cái đó cũng là một cái chất liệu. Vâng. Sợ quá. Không. Sợ quá đâu dám nói giật đầu gì đâu. Vâng, lần này tôi cũng chả tin những sự ấy. Ai tin thì cứ việc tin ạ. Nhưng mà tôi chỉ nhắc cho anh chị em biết là những cái thứ đấy là vâng thôi. Đủ rồi ạ. Vâng. Chúng tôi chỉ biết có tin mỗi mình là Chúa, rồi Chúa lo cho mình ấy, chuyện này chuyện kia, chứ còn những cái vâng vâng của chị nói gì như với ai vậy? Vâng, rồi như vậy các anh chị em thử xem, như vậy là nhớ ngày xưa là người ta tin như rứa đó, rồi chắc bây giờ đã còn tin như vậy, tức là tin là có ngôi sao, khi mà trời mà xuất hiện ngôi sao là chứng tỏ là có người. Bây giờ câu kế này, câu này hay hơn là ai có mà nó dài quá à? Nhưng mà anh chị em nào mà đọc sách dân số ở đây, có ai ở nhà đọc trước sách dân số chương 24 không? Người nào đọc là vui lắm. Cái sách dân số này ai không đọc thì tôi xin tóm một chút xíu ở chương 24 này. Thế thì như thế này, cụ thể là thế này ạ, là có một ông vua, anh chị em hiểu không? Ông vua ngoại giáo, và ông ấy nói với một cái ông mà giống như là thầy bùa, thầy phép ấy, đấy, của ông ấy, thì cái ông đấy tên là Bileam, và ông vua này tin ông Bileam và nói với cái ông Bileam rằng là anh hả, là anh, tôi thấy anh là giỏi đó, xin anh hãy trù ẻo những người Do Thái dùm tôi, hiểu không? Nói nguyền rủa chúng nó, chúc giữ chúng nó để chúng nó gặp nhiều sự xui xẻo. Anh chị em hiểu không? Tức là đấy, mà có chúng nguyền rủa thật đấy chứ, ta đưa ông tới để ông nguyền rủa kẻ thù ta đấy. Tức là cái ông vua đó nói với cái ông Bileam rằng là anh tuyên sấm mà hại tụi nó đi, tại tôi tin anh đó, anh mà nói hại tụi nó là tự nhiên tụi nó bị hại liền à. Và anh chị em có biết không, có một chuyện quái dị đã xảy ra, là cái ông Bileam này lúc ông ấy mở miệng định chúc giữ, định nguyền rủa dân Do Thái, thì miệng của ông nó lại đổi ra thành toàn khen không à, toàn là chúc lành không à, toàn nói những điều tốt đẹp á. Và anh bị ủa sao kỳ vậy ta, sao ta đâu định tính vậy đâu đấy. Và nguyên cái chương 24 cho chúng ta thấy rằng là anh ấy bị lái đi, anh ấy định nói xấu cái dân Do Thái, nguyền rủa và chúc giữ thì thành chúc lành. Trong số những lời chúc lành đó có một lời rất đẹp, mà lời đấy dính đến bài phúc âm của chúng ta trong chương 24, có đúng một lời. Vâng, có đúng một lời. Anh chị em nào có ai giúp tôi nhìn thấy, đây tôi nhìn thấy lời rồi, tức là anh ấy là siêu lắm nha, cái ông Bin ấy, cái ông này đó là Bileam này là giỏi lắm đó. Thế thì anh ấy nói thế này ạ. Vâng, anh ấy nói thế này đó. Anh ấy nói anh chị em nào mà nhìn thấy chương 24, thí dụ như là câu 16 chẳng hạn đó, anh ấy là chuyện dân số chương 24 câu 10, câu 16, tự nhiên anh bị Chúa lẻ lái, anh ta anh nói vậy nè: sấm ngôn của người nghe các lời Thiên Chúa và biết những tư tưởng của Đấng Tối Cao, được Đấng toàn năng cho nhìn linh thị của người ngủ mà mắt vẫn mở trong lúc xuất thần. Câu 17 là câu dính đến bài chúng ta nè. Anh ấy dân ngoại đạo ạ, dân ngoại đạo định chúc giữ cho người Do Thái mà anh nói thế này: tôi thấy nó nhưng bây giờ chưa phải lúc, tôi nhìn nhưng chưa thấy nó kề bên, một vì sao xuất hiện từ Gia Cóp, một vương trượng trỗi dậy từ Israel, sẽ đập vào màng tang của quân Moab, đánh vỡ sọ tất cả con cái Sét và xâm chiếm Edom. Rồi sau đó có 19, Gia Cóp nước Do Thái sẽ thống trị quân thù. Tự nhiên ông ấy lại ca ngợi nước Do Thái ạ. Và điều quan trọng ông ấy nói là gì ạ? Một vì sao xuất hiện
từ gia cóp. Lúc nãy có một chị đã trả lời, nghĩa là báo hiệu, biểu hiệu gì ạ? Một vị vua sắp sửa chào đời đấy, mà lại có vương trượng nữa, tức là vương trượng là cây gậy của ông vua chứ có gì hết đấy. Và một vương trượng trỗi dậy từ Israel, và anh này loan báo rằng sẽ có một vị vua rất lớn đó, đến từ nước Do Thái. Thế anh chị em đấy, thế thì bây giờ thôi trả lời lại nè, hỏi những người thời đấy, cả những người Do Thái dân của Chúa cũng tin như vậy. Tức đi như vậy là hồi đó anh nhớ đừng quên là cách đây mấy ngàn năm rồi, người ta tin thế là bình thường, rất bình thường, là khi có một ngôi sao xuất hiện thì người ta tin là có một vị vua, và người ta hay nói đến cái chuyện là sao như thì ở đây chúng ta thấy đó. Đó. Vâng, thế thì câu số anh chị em thấy rồi ha, rồi thành ra người Do Thái cũng tin và cả những dân tộc lân bang đều tin như vậy. Số 3, bạn biết gì về các nhà chiêm tinh? Chiêm tinh như thế đã có từ hồi xưa, thành ra tử vi đó là nó cũng là xưa lắm ấy nhỉ. Đấy, và có thể anh chị em ở đây, tôi cá rằng sẽ có những người mê những thứ ấy. Tôi nhớ rằng đã có nhiều người công giáo nói với tôi rằng, thưa cha, tử vi là khoa học cha, khoa học. Cha đời, đây không phải là mê tín gì đâu, thế này thế khác, và đấy là thế này thế kia, rồi đại khái nhiều thứ lắm. Ngay cả bây giờ người ta cũng sẽ nói với anh chị em về phong thủy nữa đấy, thế này thế khác, nhưng mà cũng phải rất cẩn thận đấy ạ. Vâng, về nhiều thứ lắm, có rất nhiều thứ mà lúc bắt đầu ấy, anh chị em lúc bắt đầu thì thấy là có vẻ là khoa học, có vẻ thế này thế khác, nhưng sau đó là có sinh chuyện. Vâng, tôi có quen một bà ở bên Bỉ chẳng hạn, bà ấy cũng chuyên môn về yoga, và anh chị em bảo yoga đấu gì đâu cha, nhưng mà sao tôi vẫn sợ bà ấy. Tức là trên cái tôi, bà hay chở tôi đi, và trên cái xe hơi của bà ấy viết những chữ Ấn Độ á, ở những bùa chú ấy, và bà ấy nói là để tập cái này là phải có cái này. Tôi bảo chú sư ghê vậy, sao tôi nó luôn luôn nó vẫn có cái gì ấy, nó vẫn có cái gì lạ lắm, chứ nó không phải là tập thể dục như mình, như buổi sáng tôi tập thể dục đâu. Đấy, thành ra anh chị em đừng có tưởng đùa với nó, tức là nó làm một cái chuyện, những cái thứ đấy là nó đưa đi xa lắm, mà mình cứ tưởng lúc đầu là thở ra thở vào đâu có gì đâu, nhưng mà nó có vấn đề đấy. Đấy, thành ra anh chị em nói cả cái chiêm tinh chiêm kiếp là mấy cái thứ đấy là phải cẩn thận nha. Vâng, đấy, và người ta luôn luôn nói với anh chị em rằng đây là khoa học, người ta luôn luôn nói như thế, và người ta nói với anh chị em cái này không có dính dáng gì đến đức tin hết, cứ làm đi không có sao đâu. Đấy, vâng, thành ra bây giờ các bạn biết gì về các nhà chiêm tinh, họ đại diện cho ai? À, câu này thì hay hơn, tại sao trước đây mấy cái người này chúng ta lễ hiển linh thì ngày xưa gọi là lễ gì nhỉ? Lễ bà vua đấy. Thế thì có ai giúp tôi với câu này không? Câu này là buồn cười lắm. Vâng, chị ở đây đây có một người đây. Vâng. Thưa cha, các nhà chiêm tinh là những tư tế kính lễ, những nhà thiên văn học và thầy bói toán, họ đại diện cho những tôn giáo không biết đến kinh thánh. Rồi có một cái nguồn khác là theo chú giải của thánh kinh, các nhà chiêm tinh không phải là thầy bói, nhưng có thể so sánh như các nhà thiên văn. Họ thuộc hàng ngũ tư tế, làm cố vấn cho vua về y khoa và thiên văn. Truyền thống dân gian lúc đó gọi là các vua. Thế rồi không ạ? Dạ, thế ạ, gọi là các vua. Vâng. Tức là nhìn chung là cái ý của chị vừa rồi thì có nói đến những ý chính như thế. Nếu mà ai cũng hỏi thì anh chị em biết, những cái người nhà thiên tinh này, tôi hỏi chị tắt một câu, họ có phải là những người có trí tuệ, trí thức trong thời đó không? Có hay không? Đấy, trí tuệ. Chứ đây không phải những tay vừa, những tay kém kém mà không có đâu. Tức là họ có thể là tư tế, họ là cố vấn cho nhà vua, phải không ạ? Và như thế họ cũng nhìn trời và biết được nhiều chuyện, đoán được nhiều thứ lắm. Đấy, thành ra họ cũng là người giỏi đấy. Vâng, thành ra ở đây như vậy chị có thể trả lời giúp câu này được không? Tại sao trước đây họ được gọi là ba vua? À, câu này hay, mà phải đọc cái câu sau mới được. Vâng. Tại sao anh chị em nhớ ngày xưa gọi là lễ ba vua ấy, chứ đâu có gọi lễ hiển linh đâu. Vâng, thế tại sao họ lại được gọi là ba vua? Dựa vào hai câu sau. Thưa cha, con xin trả lời câu số 3. Ba nhà chiêm tinh là những người khám phá Thiên Chúa qua vũ trụ và qua thánh kinh. Họ đại diện cho mọi dân tộc, cho những tâm hồn thiện chí muốn theo dấu một vì sao. Khi mất dấu thì họ vào thành Jerusalem tiếp tục đi tìm đấng hài nhi.
gọi là ba vua thì có ba lễ vật tiến dân, và họ mặc phẩm phục như đế vương xứ Ba Tư, xứ Ấn Độ và xứ Ả Rập, theo như trong sách Ngôn Sứ và Thánh Vịnh viết. Tổng giám mục thành Arx chính thức công nhận ba nhà đạo sĩ là ba vua. Từ thế kỷ thứ 9, ba vua được xưng tụng với chức vị, nhiệm vụ, và trong sổ bộ thánh cũng có tên của ba vị. Thánh Gaspar, lễ kính ngày 1 tháng 1. Thánh Melchior, Melchior, lễ kính ngày 6 tháng 1. Và Thánh Balthasar, lễ kính ngày 11 tháng 1. Thánh nữ Ellen là mẹ của hoàng đế Constant đệ nhất đã tìm thấy xương ba vua và đưa về thành Constantinople. Vào thế kỷ thứ 4, giám mục Ostochius đệ nhất đã di chuyển hài cốt ba vua về thành Milano. Hoàng đế Friedrich Barbarossa năm 1162 đã đánh chiếm thành Milano và cho phép tổng giám mục Cologne mang hài cốt ba vua về thành phố Cologne. Ngày nay khi vào thăm viếng nhà thờ chánh tòa Cologne ở Đức, hòm chứa di tích xương thánh ba vua được đặt sau bàn thờ chính trên gian cung thánh. Họ là những nhân chứng đã đến chứng kiến từ lại Đức Giêsu trong hang Bethlehem khi Đức Mẹ sinh Đức Giêsu. Xin hết. Cảm ơn chị. Tôi cũng chưa bao giờ đọc cái chuyện chuyện ma ba vua. Tôi biết tên của ba vị vua vị này ạ. Đấy, như thế là rõ ràng là tôi, đức tin của tôi rất yếu. Trước hết bây giờ đây câu hỏi nè, tại sao trước đây họ gọi là ba vua, tại sao không phải, ai hỏi anh nè, tại sao không phải là bốn vua? Trả lời được. Dạ, cha, tại vì có ba người tới thăm viếng Đức Giêsu. Tại sao? Có ba người tới à? Sao biết ba đâu, chỗ nào nói ba đâu? Ba vị, ba lễ vật cho ba. À đó, mày nói là ba lễ vật. Con hỏi câu này dễ thương nè, hỏi ba lễ vật thì có thể có năm người không? Dạ có thể. Có không? Dạ có. Có thế chứ, người ta nghèo năm đứa có ba lễ vật à? Nghèo nghèo. Và thậm chí ba lễ vật mà lại chỉ có mấy người? Một người. Ủa đấy, biết như thế đấy. Thành ra con thêm tích là những cái chuyện như thế nó vui vậy. Đó, thành ra truyền thống thôi. Đấy, thành ra cũng không nên. Thứ nhất là ba, nhưng mà tôi đã mời anh chị em bởi vì cái chuyện là làm sao mà ra vua rồi có tên tuổi rồi tất cả mọi chuyện như thế là cái những chuyện lạ lùng lắm. Đấy, vâng, nghĩ như là tôi đức tin là yếu. À, anh chị em nào có giúp tôi không? Đọc cho tôi Thánh Vịnh 72 câu 10 đến 11 thì như chị có được không? Thánh Vịnh 72 10 đến 11. Từ Tarsis và hải đảo xa xăm, hàng vương giả sẽ về triều cống. Cả những vua Ả Rập Sơ Va cũng đều tới tín dâng lễ vật. Vua Ả Rập Sơ Va cũng đều tới tín dâng lễ vật. Có lẽ là vì điều này chăng? Có phải là cái vụ vua là đến từ một thánh vịnh như thế không? Khi mà ở đây tác giả Thánh Vịnh nói đến các vua dân ngoại ở khắp nơi cũng đổ về để mà thờ kính Chúa. Và thành ra ở đây những ông này cũng ở đâu xa chẳng hạn, đến thì có thể là vua. Vâng, có ai đọc cho tôi Isaiah 60 câu 3 đến 6 không ạ? Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua Chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước. Đưa mắt nhìn tứ phía mà xem, tất cả đều tập hợp, kéo đến với ngươi. Con trai ngươi từ phương xa tới, con gái ngươi được ẵm bên hông. Trước cảnh đó, mặt mày ngươi rạng rỡ, lòng ngươi rạo rực, vui như mở cờ. Vì nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả, của cải muôn dân nước sẽ tràn đến với ngươi. Lạc đà từng đàn che rợp đất, lạc đà Marian và Ê-pha, tất cả những người từ Sơ Va kéo đến đều mang theo vàng với trầm hương. Vàng, trầm hương. Và loan truyền lời ca chúc tụng Đức Chúa. Vâng, thưa anh chị em, cái đoạn sau đó mà được đọc là vì có trên cũng có nói đến vua Chúa sẽ đến với ngươi. Và cái đọc dài như vậy là vì tôi đã cố ý giữ được chữ
vàng và trầm hương. Đấy, vâng. Đấy, trầm hương như anh chị em biết đấy cũng là toàn là những thứ quý giá thôi. Đấy, rồi sau này người ta anh chị em có nhớ là hương là dùng trong cái gì nhỉ? Ở trong phụng vụ đấy, coi như là để dùng trong phụng vụ. Còn vàng thì gắn liền với ai nhỉ? Vua là vàng đấy. Thành ra khi mà người ta cũng giải thích như thế đấy, là cái người ta dâng vàng là để tin coi như Đức Giêsu là một vị vua, rồi dâng trầm hương thì coi như Đức Giêsu là gì, là Thiên Chúa đấy, là Thiên Chúa. Còn dâng mộc dược để nhớ cái gì ạ? Này, thương khó, bởi mộc dược là để sức cho mấy người chết, để ướp xác á. Thành ra có lẽ là để nói đến cái chết, coi như đến nhân tính của Đức Giêsu. Nếu mà trầm hương thì nói đến thiên tính thì ở đây chắc vậy, nhưng người ta cũng giải thích như thế. Thành ra thưa anh chị em, ở đây á, là nó là như vậy. Anh chị em thấy tại sao lại là vua ta? Đấy thì có khi ở đây chỉ là ba nhà đạo sĩ Magos, và lúc nãy có một chị trả lời, họ là những người chiêm tinh, họ là những người tư tế, họ là những người cố vấn cho nhà vua, thế này thế khác, họ giỏi giang lắm. Nhưng mà vua thì không chắc đấy. Thế thì nhưng mà chúng ta trước đây vẫn gọi họ là ba vua, có thể chăng, có lẽ thôi, là vì cái thánh vịnh đó và vì cái đoạn Isaiah đó mà cũng nói đấy, thành ra như vậy thôi. Nhưng mà thực sự thì họ là những nhà chiêm tinh. Lúc nãy chị đã trả lời họ đại diện cho ai, thì chị trả lời họ đại diện cho những người đang đi tìm Chúa và những người chưa biết Chúa, những người dân ngoại. Thưa anh chị em, ngày lễ Chúa Hiển Linh là ngày lễ cho dân ngoại đấy. Những người dân ngoại tìm kiếm Chúa và họ đã gặp được. Thành ra ngày lễ Hiển Linh bao giờ cũng nhắc cho chúng ta về truyền giáo đấy. Bởi vì và dạy cho chúng ta biết kính trọng những người mà chưa biết Chúa mà họ hôm nay họ vẫn tìm kiếm. Họ đại diện cho tất cả những ai đang tìm kiếm. Và tôi không rõ, đó là chị Lan hôm nay nói chúng ta biết về những nhà chiêm tinh ba vua này. Họ thánh thiện, họ được quý mến, họ được tôn kính nữa, họ được để trong nhà thờ, tất cả mọi thứ như thế. Cũng có thể như thế, bởi vì họ là những người tốt. Họ là những người tốt. Và câu hỏi kế tiếp sẽ anh chị em mới thấy rằng họ là những người tốt đến như thế nào, lòng của họ tốt đến mức nào. Đó là mục đích của các nhà chiêm tinh khi lên đường là gì? Có ai nhìn thấy cái câu trả lời này không ạ? Tôi đã không cho các anh chị em thấy cái câu đó, nhưng anh chị em nhìn một tí thôi là gì ạ? Vâng, tôi muốn chờ những câu này dễ nên phải dành cho những người ít nói. Vâng, chị đọc cái câu lên, chị đọc cái câu Kinh Thánh cho tôi, chị đọc lại. Vâng, mục đích của các nhà chiêm tinh khi lên đường là gì? Xin đọc câu đó. Thưa cha, mục đích của các nhà chiêm tinh khi lên đường là để bái lại vị tân vương. Để cái gì ạ? Bái lại. Rồi cái gì nữa? Vị tân vương, tức là vua. Bái lại một vị tân vương. Tại vì đối với họ là cái ngôi sao như thế là cho biết là có một vị vua mới. Chị đọc cái câu mà có chữ bái lại coi. Dạ thưa, câu 2, câu 8 và câu 11. Rồi, vâng. Thế bây giờ câu hỏi kế tiếp nè, có mấy động từ bái lại trong đoạn phúc âm này, có mấy chữ bái lại vậy? Dạ thưa cha, có ba. Vâng. Có ba, mà cái câu thứ ba thì ở trong sách là thờ lại, nhưng mà năm ngoái cha sửa là bái. Bái lại, vâng, à dạ. Đúng rồi, chị phải nhớ chuyện năm ngoái. Nhưng mà tôi xin chị dành những người khác, thì tôi muốn đọc cái câu ấy lên chứ không phải nói không ạ. Vâng, đây chị, ba câu, và cái chỗ nào đọc lên những câu mà có chữ bái lại. Có chừng mất chữ thờ lại ấy nghe, chữ thờ lại là thật ra là bái lại đấy. Dạ. Dạ con thưa cha, đó là câu 2. Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của người xuất hiện bên phương đông, nên chúng tôi đến bái lại người. Vâng, tiếp và tục. Và câu 8 là rồi vua phải các vị ấy đi Bethlehem và dặn rằng: xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy xin báo lại cho tôi để tôi cùng đến bái lại người. Và câu 11 là họ vào nhà thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sắp mình thờ lại người, rồi họ mở bảo tráp lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Vâng, tức là như vậy, chỉ có vấn đề là cái câu cuối thôi phải không? Câu cuối là có mấy lần chữ bái lại về ta? Một thôi phải không? Dạ. Liền sắp mình rồi
rồi đề dịch là thờ lạy. Thì năm ngoái có chị đã nói với tôi, năm ngoái đó là anh chị em nào có chữ thờ lạy sửa lại thành bái lạy, vâng, dịch sai. Và cái cuốn sách mới của tôi đã sửa lại được cái lỗi sai rồi. Tức là như vậy là có mấy chữ bái lạy nhỉ? Ba phải không ạ? Vâng, ba chữ bái lạy. Và luôn luôn là đấy, bái lạy là cái mấy anh này anh đến. Vâng, đấy. Thế thì anh chị em thấy chữ bái lạy, tôi nhớ hình như tiếng Hy Lạp là proskuneo, trong đó có cái quỳ, trong đó có chữ đầu gối hay sao? Vâng, đấy là bái lạy là quỳ bằng cái đầu gối của mình. Vâng, thế thì câu hỏi kế tiếp là như vậy, anh chị em thấy là cái anh mấy ông chiêm tinh này đứng trước cái việc sinh ra của một ông vua mới, họ đến chỉ mục đích để bái lạy như một cử chỉ hết sức kính trọng. Nhưng mà cử chỉ kính trọng mà chữ bái lạy người ta cũng dùng cho Thiên Chúa đấy, chứ không phải chỉ cho người đâu. Nhưng mà anh này thì chắc anh cũng không nghĩ được, không nghĩ là tân vương này là Thiên Chúa đâu, nhưng mà cử chỉ đấy là cử chỉ kính trọng một cách rất là mạnh mẽ. Anh chị em ai đọc cho tôi này, Matthew chương 4 câu 9 đến 10 cũng có chữ bái lạy. Anh chị em thử xem cái bái lạy ở đây nó có gì đặc biệt không? Matthew chương 4 câu 9 đến 10. Và bảo rằng tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó nếu ông sắp mình bái lạy tôi. Đức Giê-xu liền nói, Satan kia, giáo đi, vì đã có lời chép rằng ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi và phải thờ phượng một mình người mà thôi. Vâng, như thế anh, vậy tôi hỏi chị Nga này. Đấy, như thế cái chữ bái lạy ở đây nghĩa, thứ nhất là con quỷ đấy, Satan á, nó cám dỗ Đức Giê-xu chuyện gì? Nó cám dỗ chuyện gì ạ? Bái lạy nó. Nói to lên. Bái lạy nó. Nó vâng, vâng. Nó mời chỉ có bái lạy thôi. Anh chị em hiểu không? Con quỷ mà nó dám đòi Đức Giê-xu lạy nó, anh chị em thấy thằng này liều thật đấy. Này thằng này ồ này kha thiệt đấy, này tu trình độ ngon đấy. Mà cái câu sau của nó đó là nổ lắm á. Ê, đọc lại coi, câu sau mới nổ, nếu không ai là thiết đấy. Là đọc câu sau mới thấy nổ. Đức Giê-xu liền nói, không, câu trước câu nó nói cơ, nếu ông bái lạy tôi đó. Câu 8 ạ. Và bảo rằng tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó nếu ông sốc mình bái lạy tôi. Đấy vậy, nổ. Tức là chẳng những nổ về lạy mà nó còn chỉ cho Đức Giê-xu thấy hết mọi sự. Và nó bảo rằng là nó là chủ của những đứa ấy. Và nếu mà ông lạy tôi đi tôi cho hết ấy. Cái cái như là nó là chủ của cái trái đất này đó. Đấy, ghê vậy. Mà như vậy thưa anh chị em, nếu mà anh chị em hiểu như thế thì chữ bái lạy này lúc đó nó đồng nghĩa với chữ gì ạ? Thờ lạy. Mà thờ lạy như anh chị em biết là chỉ dành cho ai? Cho ai ạ? Thiên Chúa. Tôi hỏi bà biết đâu bà có thể trả lời sai. Bà có thể trả lời câu này không? Hỏi nghe câu sau này và xem có đúng không. Chúng ta cần phải dành thời gian để thờ lạy Đức Mẹ, có đúng không ạ? Thưa sai. Sai là sao? Tại sai chỗ nào? Không có bái Đức Mẹ, không, mình chỉ có bái lạy Thiên Chúa mà thôi. Như vậy thế Đức Mẹ thì mình làm gì? Thờ lạy thôi, kính Đức Mẹ thì đối với Đức Mẹ mình làm gì? Kính Đức Mẹ, kính thưa Đức Mẹ thôi, còn đối với Thiên Chúa mình chỉ thờ lạy Thiên Chúa. Chữ thờ lạy dành riêng cho Thiên Chúa anh chị em ạ. Tiếng Anh là worship, vâng. Adore tiếng Pháp, chữ đấy không dành. Và như thế đạo Công giáo chúng ta không bao giờ thờ lạy Đức Mẹ. Và chúng ta mà lạng quạng là những anh em tôn giáo khác, Kitô giáo khác, thí dụ anh em Tin Lành hiểu lầm, có thể gây hiểu lầm. Nếu không khéo thì chúng ta có thể gây hiểu lầm vì người ta tưởng chúng ta thờ Đức Mẹ. Bởi vì anh thí dụ như chị hiểu không, tức là Đức Mẹ ở đây rồi tượng Chúa ở đây rồi anh bà chạy ra cầu nguyện Đức Mẹ rồi chạy ra cầu với Chúa thì cũng như vậy, giống nhau chứ đâu có gì khác gì đâu đâu. Rồi chị thì cũng cúi đầu chứ Đức Mẹ, rồi qua đây cho mình thánh Chúa chị cũng cúi đầu thì cũng cúi thôi chứ có gì đâu. Đấy thì có nguy hiểm đấy, người ngoài người ta nhìn thấy là người ta cảm tưởng là người Công giáo là thờ Đức Mẹ, người ta luôn luôn kêu như thế đấy. Và anh chị em mới thấy thôi, bây giờ đáng đấy, vậy là chuyện hay đó. Là cái con Satan này nó muốn đòi Đức Giê-xu thờ nó và nó hứa là sẽ cho Đức Giê-xu đủ thứ đấy. Mà thờ lạy, và Đức Giê-xu đã cho nó một bài học ạ, chỉ thờ lạy mình Thiên Chúa mà thôi ạ.
Vâng, và anh chị em biết đấy là thờ lạy. Ngày xưa người Do Thái thờ cái gì ấy nhỉ? Ngày xưa người Do Thái hồi xưa bị cám dỗ thờ cái gì ạ? Thờ cái gì? Không chắc là thờ hoàng bia. Thờ cái gì ạ? Ngẫu tượng, thờ gì cụ thể là cái gì ấy nhỉ? Con bê ấy nhỉ? Ừ, như con bê bỏ tỏ quá. Ừ, bê biết gì đấy, đại khái nó bé hơn, xinh xinh hơn. Mà nó bỏ, mình dân chúng bỏ vàng ra để mà đúc cái con bê khá thiệt đó. Ở mà như thế con bò mà nó to thế là hao thật đấy gì. Mà sau khi đúc con bò rồi thì làm gì? Lạy nó, lạy nó. Và lại bảo là ta lạy lạy nó vì đã đưa cho tôi ra khỏi Ai Cập thế này thế khác. Tức là người Do Thái, anh chị em đừng có cười họ, tội nghiệp họ, là bởi vì tất cả các dân tộc chung quanh đều có một cái thần mà rất cụ thể để lạy. Và họ bảo là ôi buồn quá, sao chúng ta lại không có một cái ông cái gì cụ thể để lạy ấy. Và chính vì thế họ phải làm ra một cái gì cụ thể để lạy ấy. Và vì thế nên họ làm sai với điều răn thứ mấy ấy nhỉ? Điều răn thứ mấy núi Sinai? Điều răn thứ nhất ấy, là không được dựng hình tượng để mà lạy cái tượng đó. Và cái đấy cũng là cái nét đặc biệt của Do Thái giáo, khác với những tôn giáo ở chung quanh. Thôi nhưng mà anh chị em biết, thôi bây giờ lúc nãy 14:33 có lạy gì không ta? Đấy, 14:33. Thưa cha, Matthew 14:33, những kẻ ở trong thuyền bái lại người và nói, quả thật Ngài là con Thiên Chúa. Vâng, rồi 15:25. Bạn này đến đây lần đầu tiên ạ. 15:25, thấy chưa? Dạ thưa cha, bà ấy đến bái lại người, bái lại và thưa người rằng, lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Giúp tôi là giúp ai? Giúp con gái của bà ấy, các bạn không ạ? Vâng, đấy, lạy Ngài. Vâng, có thể kỳ bái lạy này chưa hẳn là thờ lạy như Chúa, anh chị em hiểu không? Nhưng mà là một cử chỉ hết sức kính trọng. Vâng, và cuối cùng, 28, chương 28, chương 15:25 chưa ạ? Rồi, phải không? À, 15:25 có ai đọc dù không? Phải nhanh hơn ạ, vâng. Học rồi ạ, như vậy chương 28 câu 9. Vâng, 28 câu 9. Đây 28 là chương cuối cùng rồi. Đức Giêsu phục sinh rồi đấy. Vâng. Bỗng Đức Giêsu đón gặp các bà và nói, chào chị em. Các bà tiến lại gần người, ôm lấy chân và bái lại người. Đấy, vậy cái cử chỉ này chắc là lớn hơn đối với Đức Giêsu phục sinh có bái lại. Và câu cuối cùng 28:17. Vâng, 28:17, câu cuối cùng của Matthew. Khi thấy người, cả ông bại lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Vâng, vâng, thôi như vậy chúng ta kết được câu này rồi anh chị em ạ. Vâng, đấy, tức là như anh chị em thấy câu số 4 là các anh ông nhà chiêm linh muốn đến gặp vị tân vương và họ muốn bày tỏ lòng kính trọng, mà kính trọng này là cao cấp thiệt á, tức là có bái lạy. Và cử chỉ bái lạy ở đây có khi thì nó cũng có nghĩa là thờ lạy. Đấy, nhưng mà cũng có khi bái lạy là cử chỉ tôn kính, mà tôn kính hết sức tôn kính thôi. Thì ở đây họ muốn đến để tôn kính Đức Giêsu như một vị tân vương. Câu hỏi này dễ thương nhất này, cực kỳ dễ mà dễ thương. Đọc Luca chương 2 câu 7, đọc Matthew chương 2 11 có gì khác biệt không? Vâng. Vâng, xin mời. Luca chương 2 câu 7. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tả bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Ông Matthew chương 2 câu 11, họ vào nhà, thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sắp mình thờ lại người, rồi họ mở bảo tráp lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Thì con thấy hai câu này có chỗ khác nhau là, ở Luca thì nói là không tìm được chỗ trong nhà trọ, còn ở Matthew thì lại nói là họ vào nhà. Thì con nghĩ là có lẽ là vào nhà ở đây thấy Matthew là chỉ nói là cái chỗ trú ngụ. Chỗ trú ngụ, vâng, mời chị. Cha, con có ý kiến là trong hai đoạn này có hai hoàn cảnh trái ngược nhau. Một bên thì nghèo nàn, một bên thì giàu có, một bên thì không được tôn trọng, còn một bên thì được tôn trọng. Tức là sao ấy? Tức là bà giàu có, sao chị biết giàu có hay vậy? Thưa cha, vì thấy có vàng, mũ hương. Tức là giàu có sau khi được tặng quà. Vâng, chứ còn trước khi tặng quà
là chưa giàu phải không ạ? Vâng. À rồi có gì chị nói một bên được à cũng hay. Đấy, chị này cũng có cái ý hay thật đấy. Chị bảo một bên là giàu có, một bên nghèo hèn, một bên là được tôn trọng, còn bên kia là không có chỗ thì là tức là không tôn trọng. Cũng là một tôi không bao giờ nghĩ được như vậy. Vâng. Thưa cha, ở bên Luca 27 thì nói là bà sinh con trai đầu lòng. Còn ở bên Matthew 21 thì không có nói, chỉ nói lấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria. Vâng, cảm ơn chị. Thật sự thì đây cho cô này cái này coi cho vui rồi. Vâng. Con thấy sự đặc biệt ở đây là ở Matthew thì không có nhắc đến Thánh Giuse, còn ở Luca thì có nhắc đến. Có phải không ạ? Có hai cái câu nó khác nhau như vậy phải không ạ? Dạ. À, ở Luca thì có nhắc đến Thánh Giuse. Có không ạ? Có, vì hai ông bà không tìm được chỗ ở trong nhà trọ. Rồi, còn à? Còn ở bên này là chỉ thấy Hoa Nhi và bà Maria. À, vâng. Hết rồi phải không ạ? Nhiều gì sao nhiều dữ? Tôi định nói còn điểm sao giờ nó ra nhiều dữ ra. Tôi tự... Vâng. Thưa cha, con thấy sự khác biệt ở chỗ Thánh Luca thì mô tả một hài nhi sinh ra trong nghèo nàn cùng cực, cô quạnh, không có chỗ trong nhà trọ, mà chỉ được bọc trong một chiếc tã thôi, nằm trong máng ăn của súc vật. Còn Matthew thì cũng mô tả một hài nhi đang ở với mẹ và được người ta rất mình thờ lại rồi dâng lễ vật quý giá. Con thấy là câu chữ khác nhau, nhưng mà hai cái tin mừng không khác nhau. Căn cứ vào phúc âm thì Chúa Giêsu được sinh ra tại Bethlehem, được nằm trên máng cỏ, trong dạ trên hay bà trong cũng được, nhiều trong mà lọt tóc ở dưới dầu. Nằm trên máng cỏ, trong nhà hoặc trong chuồng cừu, chứ không phải trong hang đá. Xin hết. Vâng, tức là cụ thể là tôi chỉ hỏi vui vậy. Tại vì một bên á là Đức Giêsu không có chỗ. Rồi cái chữ Catalima đó thì có người dịch là phòng, có nhìn nhà là quán trọ. Rồi có người dịch là nhà trọ. Rồi có chữ đấy cũng có nghĩa là cái phòng nữa. Cái phòng mà Đức Giêsu ăn bữa tiệc ly là chữ này á, chính trong Luca xài chữ này để nói lên cái phòng bữa ăn tiệc ly á. Đấy, thành ra cái chữ này cuối cùng á, nó nghĩa là cái gì thì cũng không ai rõ được. Đó. Tức là cụ thể là gì? Là như thế, trong Luca thì nói Đức Giêsu, chị nó mới nói rồi, đặt nằm ở trong cái máng cỏ. Máng cỏ là cái chỗ mà con bò lửa nó ăn. Thế thì chúng ta rất nghĩ rằng là ồ, nếu mà đặt trong đó thì cái chỗ đấy phải là cái chỗ hang bò lửa phải không? Thì mới có cái máng chứ, đấy, tự dưng là sao mà có cái máng. Đấy, thì nó có cái máng. Nhưng mà cũng nghe nói rằng cái nhà của người Do Thái đó, nó có một cái phần mà bò lửa có thể nằm ở đấy được. À, nó có một cái phần cho người, nhưng mà cũng một cái phần thấp hơn, xấu xí hơn, để dành cho các con vật. Đấy, ngày xưa làm gì có hông đa. Ngày nay chúng ta xây nhà, chúng ta luôn luôn là một chỗ để xe. Thì ngày xưa không có xe thì người ta đi là cùng bằng những bò lừa gì đấy. Thế thì và vì thế nên cái việc mà có một chỗ cho những con vật này là cũng có thật đấy. Có khi nó gần đó. Nhưng anh chị em thấy đồng bào dân tộc của chúng ta, bò lừa nằm gì? Ở dưới hầm, ở dưới ấy, người ở trên. Đấy, thế thì ở đây, nhưng mà tôi chỉ có đặt câu hỏi thế cho nó vui, vì thế này là Đức Giêsu để trong máng bò lừa, phải không nào? Và như thế có vẻ như cái chỗ mà ngày nằm là chuồng bò đấy, đúng hơn phải không? Mà sao giờ nó ra nhà không ơi? Ở Matthew á là cái nhà rồi, tương đối tươm tất, nhưng mà nói thế để anh nghĩ anh hiểu. Còn tại sao như thế thì không rõ đấy. Có thể là lúc trước ở đó, lúc mà sinh ra thì hơi lúng túng, cái sau đó có người cho một cái chỗ ngon thành hơn là cái nhà. Nhưng mà cũng có thể là cái lúc trước đây là khi nói nó đặt ở trong máng cỏ là vì cũng trong nhà ấy thôi, có thể như thế, cũng ở trong cái nhà, nhưng mà phải ở cái chỗ tồi tàn. Còn bây giờ thì cũng ở cái nhà đấy, nhưng mà thì cũng cái nhà đấy thôi, chứ cũng chẳng phải mới gì. Nhưng mà bây giờ thì gọi là nhà, còn lúc sinh ra thì ở chỗ đấy. Nhưng mà nhìn chung cũng không có quan trọng lắm, để anh chị em biết rằng là Matthew có nói đến cái nhà đấy. Và mấy ông chiêm tinh của chúng ta đã tìm được nhà đấy.
không biết, chắc là không có số đâu. Ở nhà em nào nhà hồi xưa chưa có số, vô số đấy, thế chưa có số nhà mình biết được nhà của chú 105 sẹt 12 sẹt 3-4 cái sẹt nữa là coi như là khủng khiếp lắm. Vâng, anh chị em thấy học Kinh Thánh nó cũng có cái vui đấy chứ. Vâng, không quan trọng. Câu số 6 ạ. Câu số 6 này là dễ nhất. Tìm những đoạn văn nói về ngôi sao trong bài phúc âm này. Câu này là cực dễ, nhưng câu sau mới hay hơn. Câu sau là chị này là chị thích lắm này, câu sau nó mới hay. Chứ có những đoạn văn nói về ngôi sao thì mình cứ nhìn thì mình đọc vanh vách được. Này nhé, bạn có tin thật sự có một ngôi sao đặc biệt như vậy không? Đấy, thôi bây giờ nào ai giúp tôi này. Câu này dễ này. Tìm những đoạn văn nói về ngôi sao, đọc từ đầu đến đuôi, chỗ nào nói chữ sao đọc liền. Rồi ai này, ai sẵn sàng này, những người chưa bao giờ được nói này, đó, đọc bắt đầu từ trên, từ đầu hất xuống, nói mọi người biết câu gì đó vậy thôi. Câu của Matthew, câu không chỉ nói 2. Câu thôi là đủ rồi. Câu mấy nào? Câu 2. Rồi đọc câu 2 đó. Và hỏi Đức Vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lại. Như vậy là tin rằng, mấy anh này tin rằng có ngôi sao ở mà bên Đông nè, tôi nhìn thấy nè, rồi tôi biết là chắc là bên Đông này có vua, rồi tôi đến bái lại. Rồi, câu tiếp số tục. 7. Câu 7, rồi. Bấy giờ vua Herode bí mật rời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Vâng, được rồi, như vậy là hỏi ngày giờ cặn kẽ để chắc ăn hơn. Và câu cuối cùng. Số 9. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở mới dừng lại. Câu kinh khủng. Vâng, câu đấy là câu kinh khủng nhất. Các bạn, anh chị em có thấy câu kinh khủng nhất không? Đến lúc mà sau khi những ông chiêm tinh này gặp nhà vua Herode rồi thì đi ra khỏi cung điện nhà vua chăng, thì bắt đầu thấy ngôi sao xuất hiện lại. Có đúng xuất hiện lại không? Nghĩa là lúc nãy nó biến mất. Chị ông nào nó biến mất, giờ nó xuất hiện lại. Xuất hiện lại và nó làm, mà ngôi sao này làm một cử chỉ rất dễ thương là làm gì chị? Dẫn đường. Ồ, dẫn đường giống như là đi cái gì phía trước á. Đấy, thế dẫn đường. Nhưng mà còn hơn thế nữa là làm cái gì nữa? Dừng lại. Ồ, cái này là siêu lắm á. Thứ nhất là có ngôi sao bỗng nhiên xuất hiện. Thứ hai, dẫn đường giống như là có cái gì rê rê phía trước đó, thế dẫn đường và đến căn nhà chứ ngừng lại, ngừng lại đó, thế bây giờ hỏi vài câu à, hỏi chị. Vâng, thế được, còn hết chị rồi ạ. Ủa, câu số 10 còn nữa hả? Ủa, gì nữa ta? Trông thấy ngôi sao họ mừng rỡ vô cùng. Vâng, tức là thấy sao. Vâng, thế thì tôi hỏi ở đây ông nội, cái ông này hay này, thì ông là người khoa học ấy, cứ coi như thế. Đấy, câu hỏi đấy, bạn có tin thật sự có một ngôi sao đặc biệt như vậy không? Dạ, thật sự là con cũng khó tin lắm, nhưng mà trong Thánh Kinh nó viết như vậy, tại vì ánh sáng của ngôi sao thì nó tỏa rất lớn lớn, cho nên là tức là có hay không thôi. Dạ, con nghĩ là có. có ai thích nói không, tôi dường micro liền á. Ai thích mà nói là không ra tin như thế. Dạ con thì con không tin. Bởi vì con tin vào lời Chúa. Thật sự là như vậy. Cái gì? Tức là có tin hay không tin? Không. Ủa, thế sao lại lời Chúa? Đây là lời Chúa chứ, ok. Lời Chúa đây, dẫn đường hiện ra, dẫn tới, dẫn lối. Ủa, sao kỳ ta tại tưởng lâu. Thưa cha, cái câu này là câu con đã thắc mắc từ năm con 18 tuổi. Là thật ra có ngôi sao đó hay không? Bởi vì nếu mà cái ngôi sao mà theo mà người ta trang trí, thấy ngôi sao và cái đuôi như đuôi sao chổi á, mà nó xuất hiện một sự kiện lớn như vậy thì rất nhiều người phải thấy và đi đến. Nhưng mà tại sao chỉ có 3 ông vua đi đến thôi? Cho nên con cho rằng là ngôi sao đó có thể là không có. Và có thể trong Kinh Thánh của mình nói đến cái ý ngôi sao đó, nghĩa là trong lòng mỗi người nào có thao thức đi tìm thì mới nhìn thấy cái ánh sao đó. Và con có đặt một câu hỏi nhưng mà không ai trả lời cho con. Đến hôm nay cha hỏi con thấy thích quá. Con cảm ơn cha. Năm ngoái cũng hỏi rồi. Vâng, thế có ai trả lời thêm không ạ? Ai thêm không? Đấy, ở đây có hai người thêm rồi, đấy. Dạ, thưa cho. Ủa? Con thêm một ý nữa là
nếu như ngôi sao nó rõ mồn một như vậy thì Herodê cũng đã nhìn thấy rồi. Và họ và ông đã đến. Thưa cha, con tin có ngôi sao. Là tự vì lúc đầu tiên đó là ba nhà đạo sĩ. Nếu mà không có ngôi sao thì ba đạo sĩ làm sao mà có những cuộc tìm kiếm như vậy. Và cái thứ hai nữa là nếu mà chị nói rằng là nếu mà có ngôi sao như vậy á, thì Herodê cũng nhìn thấy. Nhưng mà trong phúc âm đã nói rằng lúc đó thì ngôi sao đã biến mất. Rồi sau đó khi đạo sĩ đi ra thì ngôi sao mới xuất hiện. Nhưng anh em có hiểu hai người đang tranh cãi gì không? Căng thẳng quá, đừng quấn lộn nha. Quấn lộn nó không được anh em. À, cha ơi, thật sự ra là lúc con hồi con còn bé, con có đọc một cái bài báo khoa học đó là người ta nghiên cứu về cái thời Chúa Giêsu sinh ra đó, thì người ta đã nói rằng về cái thời Chúa Giêsu sinh ra, lúc thời điểm Chúa Giêsu sinh ra có một cái ngôi sao rất lớn và rất sáng luôn trên bầu trời. Vâng, nhưng mà vẫn không trả lời được câu hỏi của chị này. Nếu một cái ngôi sao lớn như thế thì mọi người đều thấy, rồi ngôi sao là sao nó đi rồi nó ngừng nó khó đấy. Thực sự là cái vấn đề đó Kinh Thánh miêu tả con cũng khó mà giải thích, con chỉ có thể tin vào cái điều đó thôi. Vâng. Thưa cha, theo con là con tin là có cái ngôi sao đó. Mà sở dĩ là Herodê không nhìn thấy là vì Herodê không có cái chuyên môn về thiên văn như các nhà đạo sĩ. Cho nên là các ông Herodê ông không có theo dõi và nhìn ra. Và cái thứ hai nữa, về cái sự xuất hiện của ngôi sao này là ngôi sao lạ, nó có sự di chuyển và dừng lại. Thì con có một cái sự liên tưởng đến cái cột lửa mà Thiên Chúa đã dẫn dân Israel đi ra khỏi Ai Cập. Cho nên là con tin là cái ngôi sao này có. Vâng, cảm ơn anh, hay lắm ạ. Vâng, dụ ý hay lắm. Tức là có, vâng, giống như cột lửa. Vâng. Con tin là có ngôi sao dẫn đường. Và số mệnh của một người được căn bài bởi một ngôi sao. Ôi, nó mê tín dễ sợ không? Mê tín dễ sợ. Bởi một ngôi sao đã xuất hiện lúc ngài sinh ra. Các ngôi sao xuất hiện theo một trật tự của vũ trụ. Nếu có một vì sao sáng xuất hiện thì Thiên Chúa can thiệp vào và loan báo một sự kiện. Nhưng số mệnh sẽ được thay đổi qua cách sống của mình. Hằng ngày Thiên Chúa đã gỡ đến cho chúng ta rất nhiều ngôi sao lạ. Đó là tiếng nói của Chúa trong lương tâm. Tiếng nói lương tâm thúc đẩy ta làm lành, lánh dữ, đó là những lời nhắc nhở của những người xung quanh đối với ta, đặc biệt là lời Chúa và những chỉ dẫn của Chúa. Vâng, ở đây có góc, vâng, cảm ơn chị, ở đây có một người nữa. Ồ, này, tôi nói rồi, nghe đừng quấn lộn là được rồi. Muốn nói gì thì nói, đừng quấn lộn. À, dạ thưa cha, con xin trả lời câu hỏi. Bạn có tin thực sự có một ngôi sao đặc biệt như vậy không? À, dạ thưa cha, thì đối với con thì con tin thực sự luôn là có một ngôi sao đặc biệt. Nhưng mà ngôi sao đặc biệt đó là Chúa làm cho chúng ta có những ngôi sao khác nhau. À, bằng những cách khác nhau Chúa dẫn chúng ta đến với Ngài qua những con đường khác nhau. Chứ không phải hẳn là chỉ có một ngôi sao Chúa dẫn chúng ta đến, mà là Chúa dẫn chúng ta qua những cái cách, những cái con đường, những cái dấu hiệu, những cái dấu chỉ khác nhau, và từ đó dẫn chúng ta đến với Chúa. Dạ con. Vâng, cảm ơn ạ. Không còn nữa hả? Thôi, người cuối rồi anh à. Thôi, nhiều quá. Dạ, đưa chị này đi. Thôi, kết thúc đi rồi. Dạ, thưa cha, con nghĩ là với Chúa thì không gì là không thể. Cho nên có một ngôi sao nó đặc biệt cỡ nào, mà nhất là ở trong phúc âm nữa, là mình phải tin thôi ạ. Và nhất là để cho Chúa dùng nhiều cách đó để cho Chúa đưa những người, đó là những ông đạo sĩ, là những người ngoại giáo đến với Chúa. Thành ra Chúa dùng, dĩ nhiên Chúa phải dùng cái gì đặc biệt rồi. Vâng, cũng hay lắm. Ý hai bên đều cân đối, đều kẻ tám lạng, người nửa cân. Thành ra anh em tôi cũng phải đứng giữa. Chứ nếu mà tôi đứng nghiêng về một bên là rắc rối đấy. Vâng. À, tức là anh chị em thấy về cái này đó là có những người
tin rằng thật sự có một ngôi sao đặc biệt như vậy. Và như lúc nãy chị Trác nghĩ hay là ai có nói đó, là người ta, à có một em cũng nói, tức là người ta tìm xem. Những anh mà tin như thế đó, họ đi ngược lại xem. Họ xem là Đức Giêsu sinh ra năm 6 hay năm 7 trước công nguyên đó, thì những năm ấy có ngôi sao gì không? Đại khái như vậy. Có một ngôi sao sáng nào trên trời không? Thế rồi kiếm rồi đủ thứ rồi. Có khi là có người ta hay nghĩ, bởi vì cái ngôi sao này nó dẫn đường được, nên người ta rất nghĩ đến sao chổi. Comet. Người ta rất nghĩ đến sao chổi. Bởi vì sao? Không có cái đuôi. Cái sao này không mà sẽ dẫn đường, cái cục trắng trắng trên trời mà dẫn gì? Đó, thì người ta nghĩ đến sao chổi. Thứ hai là vì cái ngôi sao này chắc là sáng, nên người ta cũng mò, mấy anh là khoa học coi coi cái năm đó có gì, thì người ta cũng đoán mò, đoán hưu, đoán vượn rằng là có một cái sự mà kết hợp giữa hai ngôi sao á, nó hội tụ với nhau đó, nên nó bừng sáng lên. Rồi. Vâng, nghĩa là có những người tin là có ngôi sao thật thì họ mới đi tìm chứ. Chỉ báo cho anh chị em biết rằng cái đoạn phúc âm này đã làm cho nhức đầu nhiều những nhà chú giải. Và có vẻ rằng là những nhà chú giải hiện nay đó, anh chị em biết không, khi họ đọc cái bài văn mà chúng ta đọc từ nãy giờ đấy, thì họ coi nó là một thể văn đặc biệt. Cái thể văn đặc biệt này là nó là thể văn, đúng tiếng Do Thái là Haggadah. Đấy, một thể văn có tính kể chuyện. Kể chuyện, màu mè, đủ thứ. Kể chuyện, nhưng mà câu chuyện đấy có một ý nghĩa, một sứ điệp. Và sứ điệp thì chị Lan này chị biết rồi. Sứ điệp là gì? Là ở đây tác giả muốn viết rằng cả những người dân ngoại, Chúa cũng cho họ có cách để họ đến gặp Chúa. Cách gì thì không biết á. Cách gì thì tùy người. Lúc nãy có anh chị biểu chở nhiều cách, đâu phải sao đâu. Đó. Con Thiên Chúa chào đời không phải chỉ cho chúng ta, cho mọi người. Và vì thế nên Ngài có cách để làm sao mà những người chưa biết Ngài vẫn bị Ngài lôi kéo từ bên trong, cũng khi từ bên ngoài nữa, sao là từ bên ngoài, nhưng cả bên ngoài lẫn bên trong, Ngài lôi kéo người ta đến nhận ra Ngài, rồi mới nói tôn kính Ngài. Anh chị em hiểu không? Làm thế nào để nhận ra rồi tôn kính? Đấy. Thiên Chúa có cách ạ. Nên là lúc nãy có chị nói là Thiên Chúa có cách rồi, đồng ý. Mà có cách để kéo những người chưa biết Ngài đến chỗ biết Ngài. Và cũng có thể là chị ý, chị cũng hay, có thể là đối với mấy anh chiêm tinh thì chỉ có cách là dùng sao ấy gì. Như gì nó trở nên thì anh chiêm tinh ngồi ngắm sao không à? Thì giờ có lẽ thì chú biểu thôi chắc là mình dùng sao à? Chứ giờ mình dùng cái gì giờ? Đó, mình đâu có cách dùng khác đâu. Thì nó ngồi nó ngắm sao, thì giờ mình cho nó cái trang cục sao nào đó. Rồi mình từ đó mình câu nó tới. Đấy, tôi nghĩ như thế. Câu nó tới, từ nó tới. Đấy, thế thôi. Thì cũng có thể như thế thiệt. Có thể là chiêm tinh thì là sao? Nhưng mà thưa anh chị em, cái thể văn đặc biệt này mà bên Do Thái là anh chị em không có bổn phận phải hiểu nghĩa đen mọi chuyện. Họ kể chuyện vậy, chuyện nó vậy, hay ông nào giống như chuyện người kể giả sử vậy đấy, nhưng mà ý nghĩa là rất thâm thúy đấy, ý nghĩa là rõ lắm, hiểu không? Ý nghĩa là rất rõ, tức là chuyện này hỏi ý nghĩa là gì cha? Dạ, ý nghĩa là Đức Giêsu được sinh ra cho mọi người, Thiên Chúa có khả năng kéo những người thành tâm thiện trí đến để nhận ra con của Ngài. Ngài có cách và Ngài có muôn vàn cách. Chị đã nói đúng. Đối với ông này có lẽ là Ngài cũng xa lại một con sao nào chăng, nhưng mà Ngài có cách đấy. Thế thì nếu anh chị em nào mà cứ khăng khăng tin rằng có sao, bởi vì cái anh chiêm tinh này là anh dân ngoại, anh chỉ ngắm sao thì cũng được. Mà nếu giả như anh chị em nào mà nói rằng cũng không có tin không, làm gì có ngôi sao gì mà nó chạy như thế, rồi nó đứng, rồi nó đi, rồi nó mất, rồi đó, rồi mà nhất là ông Herod, ông cũng nhìn thấy sao nó phải to lắm chứ, nó phải tí, chẳng lẽ nó bé tí à? Đấy, nó phải to chứ. Okay. Mà nhất là anh chị em biết đấy, là buồn cười lắm, là bố tôi ấy, bố tôi ở nhà quê ngày xưa, và bố tôi đã từng bắc thang lên và lấy một cái cây, anh biết để làm gì không? Để khoèo mặt trăng xuống, có lấy chưa? Tức là ở quê đó, mặt trăng nó cực kỳ gần, ông ơi, nó to như thế, nó gần như thế, và ông ấy đã định khoèo nó xuống, hiểu nào?
Đấy, nó quê thế mà bố tôi mới cách đây còn 100 năm thôi mà nó quê như thế đấy. Thế là huống hồ là cái ngày mà đến 2000 năm nữa chẳng hạn, thì đối với người ta là những sao thế là nó gần cái gì ạ? À vậy hả? À thế hả? Không, này, vâng, đấy đại khái như thế. Đấy, thế thì vâng, thế anh chị em hiểu. Nhưng mà đại khái là thôi, nếu mà anh chị em mà thích sao cũng được, mà không sao thì không sao hết á. Nhưng mà không sao thì cũng không có nguy hiểm gì. Nhưng mà cái ý chính của bài này á, là không có phải nói về chuyện nghĩa đen. Bởi vì có thể là không bao giờ có cái ngôi sao như thế ạ. Nhưng mà Thiên Chúa có cách để mà kéo người ta. Thế thôi, tôi nghĩ tôi nói như thế đó. Và đấy là một thể văn đặc biệt mà không, cái gì ạ, thể văn đó là Haggada, H-A. Cái gì? À, không, không, đọc này viết được H-A. H-A-G-G. H-A-G-G-A-Z-A. Vâng. Vâng, đấy. Vâng, vâng. Nó là kể chuyện, nó là một câu chuyện kể. À, nó là một thể văn của người Do Thái mà họ hay ủng, họ hay kể chuyện như thế. Kể chuyện như thế, nhưng mà anh không có buộc lòng phải kể chuyện nó như thật. Chuyện thật, nhưng mà cái ý của câu chuyện thì rất là thú vị để mà truyền tải một một ý ấy. Và có thể là cả chuyện của mắt thêu chương 1 có khi cũng có thể là như vậy đó. Vâng, đấy, thành ra anh chị em hiểu thôi, được rồi nhé. Thế thì đoạn văn rồi, thành ra tôi, anh chị em thấy tôi cũng nói câu sau, tôi cũng cho anh chị em thấy là tôi nói là bạn có tin Thiên Chúa có cách để dẫn đưa những người chưa biết Chúa đến với Ngài không? Có, quá có đấy. Và Ngài có kiểu cách ạ. Ngài có, mỗi người đều có những cách riêng mà Chúa dẫn. Và lúc nãy cái chị nói đúng là chị bảo rằng đấy, có cả những ngôi sao mà nó cứ chiếu trong lòng người ta. Vâng, không phải chỉ ngôi sao kia thì ăn thua gì, nhưng mà trong lòng người ta, và cứ soi sáng mình, và cứ lôi kéo mình, cứ thúc đẩy mình. Và thực sự anh chị em ơi, đúng là có những ngôi sao ở trong tim chúng ta cứ dẫn chúng ta từ từ đi. Không biết anh chị em có thấy mà đúng đự thiệt đó. Tức là nó sáng trong lòng, người ta gọi là sáng mắt sáng lòng đó. Tức là có rõ ràng là có một cái gì sáng ở trong lòng mình, trong cái tâm của mình ấy, mà kéo mình đi ấy, đi từng bước. Ngay cả một người có đạo như ở đây, như anh chị em đi theo đạo mấy 7 năm, 60 năm, vậy mà cứ từng, cũng có khi là từ cái lớp học hỏi giáo dân này mà anh chị em biểu, ôi cha ơi, ở đây cũng có nhiều sao đấy, có đúng không nào? Ở đấy, bởi vì cứ mỗi lần mình đi học mình lại thấy sáng hơn, bà hiểu không? Mình thấy sáng một cái này sao bay ơi, đó sao. Và cứ mỗi lần sao như thế thì mình lại mở hơn, lại sáng hơn, và Chúa cứ như lại kéo mình đi đấy. Chúa mình kéo mình đi, chứ hồi trước mình đi học đủ đâu thấy gì đâu. Rồi thôi, nói nữa quá giờ rồi, Chúa ơi. Thôi không hỏi nữa, không hỏi nữa, chỉ trả lời thôi. Để các nhà chiêm tinh gặp được vị tân vương, họ phải chuẩn bị và cố gắng như thế nào? Nếu đúng là đây là một câu chuyện thì đúng là những anh chiêm tinh này phải chuẩn bị, bởi vì họ có thể từ xa lắm mà. Đi lạc đà này, để khái thế, chúng ta hay thấy vẽ họ đi lạc đà rồi họ chuẩn bị, và trên cả cái dặm đường xa như thế họ phải chấp nhận. Và như thế, nếu đúng như thế này thì họ cứ phải dựa trên cái ánh sao trước mặt họ đi. Ánh sao đó như trong chuyện thì anh chị em bảo, ồ ánh sao nó ở trên đó cha, nó ở trên, nó ở ngoài. Mà cũng có nhiều người đi tìm Chúa bởi vì ánh sao ở trong, không phải ở trên, ở trong mình. Và cái tiếng thôi thúc đó nó cứ đưa mình đi, và họ đã đi như thế, bao nhiêu vất vả khó khăn dẹp không sao, mà họ vẫn cứ tìm kiếm. Các bạn, anh chị em ở đây chưa bao giờ biết có những người mà tin Chúa sau khi họ tìm kiếm một cách kinh khủng suốt đời của họ. Chúng ta rửa tội quá dễ, đúng không? Tại vừa lên cái tội sao không biết Chúa rồi. Nhưng mà có những người là vất vả lắm. Đấy, thế rồi. Rồi, thế thì ở đây, chuẩn bị, họ có lòng tin lớn không? Có đấy. Bởi vì anh chị em biết, cái ngôi sao ấy, lúc tỏ, lúc mờ. Cái tự nhiên rồi cái biến mất rồi. Đang đi cái sao nó biến mất rồi. Đấy, và biến mất là đúng, bởi vì mây che, tự nhiên biến như đâu phải lúc nào. Đấy, và như thế phải có trình độ chuyên môn để mà thấy nó nữa đấy. Thế thì ở đây đánh thành ra đức tin ngọ, nếu mà đi như thế mà lại dựa vào ngôi sao thì kể là cũng hơi hơi đặc biệt rồi. Vâng, vâng, đấy, à câu này hay nữa đó. Lúc nãy bà này tin, bây giờ bắt đầu hết tin rồi, lòng tin rồi. Lòng tin bà này lung lay rồi. Bà dễ, câu trả lời này quá dễ. Hỏi ban ngày làm gì? Dạ ngủ. Ngủ
ngủ ban đêm mới lọ ra, cứ 6 giờ tối mình đi, ngày mình ngủ, trời vậy quá dễ. Đấy, bắt đầu bà này bắt đầu sáng trí hơn. Ồ hay thế đó, giờ tôi mới thấy ở cái câu này hay nha, chị nhớ cái câu này nhé. Dạ, nhớ. Vâng, thế thì chính vì thế là dân tộc Do Thái ngày xưa hay ghê, là họ có hai cột ạ. Ban ngày á là nắng quá thì Chúa cho họ cột gì? Mây, cột mây. Ban đêm tối quá cho cột lửa, thì là đêm cũng đi được. Mọi người ghê thiệt á, ban ngày thì cột mây che là vẫn đi được, mà ban đêm đi nữa, đi cả đêm cả ngày. Vâng, tìm trong bài, câu này dễ, nói liền nhưng trễ giờ anh chị em hết rồi. Tìm trong bài phúc âm này hai phản ứng trái ngược của con người trước sự sinh ra của con Thiên Chúa. Hai phản ứng, phản ứng đầu tiên là của ai ạ? Herode đấy, chỉ sợ hãi, lo lắng, chỉ muốn giết ông này để cho mình ngủ cho nó yên. Vâng, còn một cái phản ứng kia của cái ông người ở đâu xa mà cũng là trí tuệ, đây là những người trí thức đấy chứ, và đến và đấy nâng niu và vui sướng khi gặp, rồi bái lạy, rồi tặng quà. Như thế lúc nãy tôi quên chưa nói là những vị này nếu từ xa đến thì họ phải chuẩn bị cái gì? Quà nha. Quà, phải chuẩn bị quà. Chứ gì chứ đến đó sao mua được. Đấy, như vậy là trước khi đi họ tin rằng họ sẽ gặp đấng đó, họ phải chuẩn bị quà và quà xịn nữa. Đấy, lúc nãy có chị này chị trả lời là trời ơi này bây giờ giàu quá. Trời ơi, chắc là đây là mấy chục cây ấy. Nhưng mà chú ấy nói là mình tưởng như là đựng cái bộ hộp vàng là mấy chục cây ấy. Đấy, như vậy là, nếu mà quả như thế là chị biết, anh biết là cái gì không? Nếu quả như thế là sẽ không phải ở trong máng bò lừa nữa đấy, bởi vì có tiền rồi, có đúng không? Nó có thể mướn nhà được đấy. Đấy thế chị này, chị có nói vậy hả? Tinh muốn nói vậy là mướn nhà được, vì ông này đem đến đồ sang quá nên có thể mướn nhà được. Ồ đấy, vâng. Thôi nhưng mà rồi tiếp tục ạ. Đấy, trong bài phúc âm này Đức Giêsu được gọi bằng những tước hiệu gì? Anh chị em biết rồi phải không? Có chữ hài nhi này, không còn nhiều tước chứ, hài nhi thêm nữa. Không còn nhiều. Có ai làm câu này không nè? Có ai làm câu này không ạ? Đây chị này thấy. Có làm câu này có tước hiệu gì? Ủa không à? Để thưa cha, hai con nghĩ lãnh tội chân chắc dân Israel. Mà còn mấy tước nữa? Đây con này đây. Nhiều tước, trời ơi, rõ như vậy mà. Dạ, đấng Kitô ở câu. Đấng Kitô rồi cái gì nữa? Đức vua dân Do Thái. Vua dân Do Thái rồi. Hết chưa? Vì Đức lãnh tụ chăn dắt Israel. Vâng, đã ít nhất là 3 tước. Cảm ơn. Vâng, đấy hình ra. Rồi thôi. À như vậy kết thúc được đấy. Anh chị em thấy kết thúc được rồi. Vâng. Câu cuối cùng nè. Qua việc kể lại chuyện của các nhà chiêm tinh đến bái lại Chúa, câu này mới là quan trọng. Kể cái chuyện như thế thì Thánh Matthew muốn dạy ta điều gì? Thế vậy thôi, mà cái đấy dạy mới là quan trọng. Chứ mà cãi nhau om sòm về sao hay không sao là dở, đúng không nào? Cái đấy là hơi dở. Mà cái sứ điệp mới là quan trọng. Thế có ai giúp tôi một cái điều thôi ạ? Đấy là đọc cho tôi 12:21 đi đã rồi mới trả lời. Phải đọc cái đó rồi mới ra trả lời được. Vâng. Có ai chưa đã từ xa chưa được nói câu nào? Vâng, đó. 12:21 đã. Vâng. Và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh người. Ủa, Matthew 12:21. Dạ. Đúng không ạ? Dạ. 12:21 có một câu nữa. Và muôn dân, như vậy ở đây có chữ muôn dân, đúng rồi, tôi hiểu rồi. Còn cái gì nữa ạ? 28, 28, 19 đến 20 rồi. Ồ, tại sao tôi lại nghĩ là tôi có một câu khác hay hơn nhiều chứ? Cái câu mà từ muôn dân từ đông sang tây. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Vậy làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Như vậy ở đây nói chữ muôn dân. Dạy bảo họ tuân giữ mọi điều thầy đã truyền cho anh em. Và đây thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Vâng, cái chữ chính là chữ muôn dân. Mà dân ở đây là dân ngoại. Khi nào nói chữ muôn dân thì hiểu là dân ngoại. Người Do Thái họ luôn luôn gọi mấy cái dân khác gọi là muôn dân, là các dân tộc. Goyim, còn họ tự xưng họ là dân đặc biệt. Đấy, thành ra ở đây cái chữ chính trong cái bài phúc âm này cho chúng ta thấy là Đức Giêsu là đấng cứu độ cho mọi người. Đấy là sứ điệp.
Và như thế cả những anh chưa biết Chúa, Chúa cũng có cách kéo người ta đến với Ngài. Anh chị em ơi, như vậy tôi có một ước ao là chúng ta tiếp tục mua đèn ngôi sao, làm đèn ngôi sao trước cửa nhà. Đấy ước mơ của tôi. Và tôi ước mơ là mỗi nhà công giáo cứ Giáng sinh thì có một ngôi sao. Các bạn, anh chị em hỏi, sao làm gì cha? Nghĩa là ngôi sao này tôi có thể không tin vào cái ngôi sao mà dẫn đường cho ông Chiêm Tinh, nhưng tôi lại rất thích cái hình ảnh ngôi sao. Bởi vì báo hiệu cho biết đây là nhà công giáo. Rất nên làm hang đá, rất nên mua một ngôi sao, hãy giữ kỹ nó để xài được nhiều năm ạ. Và để cho và tại sao ngôi sao lại vẫn hay? Vì trong một cái thế giới tăm tối thì ánh sáng của ngôi sao là quý. Và khi chúng ta treo ngôi sao, chúng ta cũng không phải chỉ ngôi sao mà chúng ta còn muốn nói với lòng mình rằng gia đình mình cũng là ngôi sao. Và giữa cái xóm nghèo này, chúng tôi cũng chiếu tỏa ánh sáng của Chúa. Và cái ngôi sao của anh chị em, có khi người ta đi đường, người ta nhìn thấy và người ta cũng bảo, ở đây là những nhà công giáo, họ đang mừng một cái gì đấy. Và chính ánh sáng đó biết đâu cũng dẫn giúp người ta để gặp Chúa. Người Do Thái đợi chờ đấng Mêsia từ bao thế kỷ. Đấng Mêsia được ví như là sự xuất hiện của đấng Mêsia được ví như sự xuất hiện của một vì sao từ nhà Gia-cóp. Nói một cách thi vị, chờ đấng Mêsia cũng là chờ một vì sao xuất hiện. Hình ảnh vì sao gợi lên trong lòng người Do Thái niềm nôn nao đợi chờ đến cứu độ cho dân mình mà cho cả thế giới nữa. Nhưng không phải chỉ người Do Thái mới biết đợi chờ. Theo các sử gia thì các dân ngoại cũng tin rằng đấng cai trị thế giới sẽ được sinh ra từ xứ Giu-đê. Phải chăng đó là lý do khiến cho các nhà Chiêm Tinh đi từ vùng Ba Tư, Ả Rập xa xôi lặn lội đến Jerusalem để bái yết vị tân vương khi họ thấy trên bầu trời xuất hiện một vì sao lạ? Tuy nhiên trong thực tế có nhiều phản ứng khác nhau. Trước sự hạ sinh của vua dân Do Thái, ông vua Herode thì sợ hãi vì thấy ngai vàng bị lung lay. Ông dò hỏi nơi sinh, ngày sinh của vị vua mới để âm mưu loại trừ một đối thủ. Còn các thượng tế và kinh sư ở Jerusalem thì sao? Họ rừng rưng và thụ động. Họ rất rành rẽ về kinh thánh, biết rõ nơi sinh của vua Mêsia, nhưng họ chẳng buồn cất bước tới Bethlehem. Còn những nhà Chiêm Tinh thì sao? Họ là những người đại diện cho dân ngoại, hăng hái lên đường, lao mình vào cuộc phiêu lưu tìm kiếm. Họ làm tất cả mọi chuyện miễn sao gặp được đấng quân vương. Dù đấng ấy chẳng uy nghi ngự trong lầu vàng điện ngọc, nhưng họ vẫn vui mừng bái lạy, dâng lễ vật với tất cả lòng thành. Anh chị em thân mến, lễ hiển linh bao giờ cũng nhắc cho chúng ta về những người chưa biết Chúa, nhắc cho chúng ta về việc truyền giáo. Các nhà Chiêm Tinh đã đến gặp được Chúa nhờ ánh sao. Con người hôm nay thì nhờ ánh sáng nào mà gặp được Chúa? Mỗi một môi trường cần một thứ ánh sáng riêng. Mỗi một con người lại nhạy cảm với một loại ánh sáng. Nếu chúng ta muốn truyền giáo, chúng ta phải xem
đâu là thứ ánh sáng thu hút được lòng con người. Ánh sao nào vậy? Hôm nay ánh sao nào mới kéo được lòng người ta đến với Chúa? Ánh sao của sự chân thành, của sự phục vụ trong yêu thương, ánh sao của niềm vui và an bình, của can trường và bất khuất. Một nụ cười, một ánh mắt, một lời khích lệ cũng bừng sáng rực rỡ chẳng kém một vì sao. Thánh Phaolô viết một câu tuyệt vời nói với chúng ta thấm thía vào ngày lễ hiển linh. Ngài viết thế này: giữa một thế hệ sa đọa, anh em hãy tỏa sáng như những vì sao trên vòm trời. Chúng ta phải là những vì sao sáng. Chúng ta là vì sao sáng khi chúng ta để mọc lên trong lòng chúng ta ngôi sao mai là chính Đức Kitô. Chúng ta thành vì sao vì trong lòng chúng ta có ngôi sao mai là chính Đức Kitô. Ước gì mỗi anh chị em Kitô hữu thành một ánh sao. Các nhà chiêm tinh thì nhờ sao mà đến gặp. Bây giờ thì chính chúng ta là một ánh sao. Ánh sao đó biết nói một cái gì đó cho những người đang mong chờ. Ánh sao đồng hành với con người hôm nay trên mọi nẻo đường. Ánh sao ngừng lại trước nhà của con Thiên Chúa, để con Thiên Chúa và thế giới hôm nay gặp nhau. Mời anh chị em đứng, chúng ta kết thúc vậy nhé. Chúng ta đọc một kinh sáng danh. Chúng ta nhớ đến Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúa Cha tặng cho chúng ta người con. Và trong hang đá, trong căn nhà này, chúng ta cũng gặp Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần vẫn ở với Đức Giêsu suốt đời của Ngài, vẫn ở với Đức Mẹ. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.